Hôm nay em lại lên video clip một lô máy cắt cỏ cực kỳ là đẹp cho bà con mình lựa chọn nha. Đấy thì số điện thoại của cửa hàng em là 0961350510. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em hoặc là kết bạn qua Zalo. Em sẽ ưng em nào em sẽ test máy cho em đấy cho bác. Đấy thì hôm nay lên đem lên clip là hàng E, mã số là E nha. Đấy thì hôm nay lên 10 con là có Tinkerbell này, Kawasaki này, Komatsu này, Mitsubishi này, đấy, và một dàn Mazuyama, đấy, Mazuyama vuông này, ta là, đấy, Mazuyama tròn này, đấy, rất là khỏe luôn nhá, và một con Honda. Rồi thì em xin phép vào review từng em một cho các bác. Con đầu tiên, đấy, quay con đầu tiên cho các bác là một con Tinkerbell. Đấy, giá con này là 24cc, S24DT, 24cc. Lòng của nó là lòng 33mm. Đấy, con này giá cả rất là vừa phải chăng cho bác nào và có túi tiền hạn hẹp sử dụng con máy này. Máy thì rất là êm, chạy êm và đầm cực kỳ là khỏe luôn. Một giá 1.200.000 con E1. Đấy, đã lên tay cao bóp cho các bác. Con này thì là rất thích hợp làm cái những công việc như là làm vườn này, làm trồng vườn rau này, phát cỏ bờ ao, cái công việc xung quanh nhà. Đấy. Rất là phải chăng cho các bác. Rồi, giá của một con Tinkerbell 24cc, máy cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, một con Tinkerbell máy rất là đẹp. Rồi. Đến số 2 là một con Kawasaki 25cc lòng 33mm. Đấy. Một con máy Kawasaki. Nói về Kawasaki thì là một thương hiệu một cực kỳ là khá là nổi tiếng ở Nhật Bản rồi. Đấy. Tất cả hàng của em hôm nay là đều là hàng Nhật Bản hết nha. Đấy, đã lên tay ga thì cực kỳ là êm ái cho các bác. Đấy, cần zin luôn nhá, cần zin theo máy luôn. Đầu bò thì là đầu bò chống cuốn cỏ luôn nhá. Đấy, một con Kawasaki. Giá rất là phải chăng, chỉ có 1.500.000 cho các bác lựa chọn. Đấy, một con Kawasaki. Đó. Rồi tiếp theo là một con Komatsu 23cc. 23cc lòng 32mm. Nói về hàng Komatsu, để mà nói về cái dòng mà 23cc thì khó có con nào có thể địch nổi lại con này. Đấy, vì Komatsu 23 nó là một con cực kỳ là khỏe rồi, quá là mãnh liệt luôn, mà nó chỉ thua kém sau với Mitsubishi thôi. Chứ còn nói về thương hiệu thì nó thua sau Mitsubishi, nhưng còn độ máy bền bỉ thì cũng không kém Mitsubishi bao nhiêu đâu các bạn. Đấy, thì vì thế nên là giá của con này nó là hơi cao, mang thương hiệu nhiều, mà thương hiệu cao lớn vì là nó rất là khỏe và trâu bò. Con này rất là gọn nhẹ nha, con này giá của nó thì có 1.800.000, mà những cái con như thế này này thì nó chỉ có hơn 3,5 cân một chút thôi. Đấy, rất thích hợp cho các bác nào mà lên đồi phát cỏ đồi này. Đấy, làm những công việc mà như là làm vườn hoa gần lúa đấy, thử hãy lên sở dọn như con này, một con Komatsu giá chỉ có 1.800.000 con E3. Rồi, tiếp theo là em sẽ đến một con E4 Mitsubishi TB. Đấy, sở hữu một vẻ đen tuyệt cực kỳ là đẹp, máy rất là sáng luôn nhá. Đấy, chạy chế zin on pro nhá. Đấy, máy còn thương hiệu Make in Japan này đó, con máy rất là đẹp luôn, sở hữu một vẻ đen tuyệt này. Đấy, máy là đen nhưng sử dụng quả cần cực kỳ long lanh óng ánh. Đấy, về Mitsubishi thì con này là lời cao nhất của Mitsubishi nhá. Đấy, đầu bò chống vất cỏ cho các bác này. Nói về Mitsubishi thì mình không phải nói bàn cãi nhiều rồi, thương hiệu số 1 Nhật Bản mà, nên là không phải nói nhiều về độ bền bỉ trâu bò của nó, nên giá của nó thì nó hơi cao. Con này là 26cc lòng 34mm. Đấy, giá của nó là 2.500.000. Rồi, đây là tiếp theo là một con E5 Mazuyama KC26 NX 26cc lòng 34mm. Một con Mazuyama rất là đẹp, bô cực kỳ là sáng luôn nhá. Bác nhìn bô này, rất là sáng luôn. Đó, một con giá của con này là 2.000.000 đồng. Đấy, tay ga con này lại thích hợp cho những là mình giúp bụi nhá. Đấy, làm những công việc giúp bụi tay ga dưới đây rất là hay này. Đấy, giúp bụi thì bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc nhá. Đấy, miễn phí ship toàn quốc cho các bác và là tặng 7 món đủ đồ cho các bác này. Đấy,
một con máy Mazuyama rất là đẹp. Đấy, giá của nó chỉ có 2 triệu đồng. Nói chung là máy là của nào tiền đấy. Máy rất là đẹp luôn, lung linh luôn. Rồi. Tiếp theo là một con E6. Một con E6 này là một con Kawasaki này. Một con máy cực kỳ là hầm hố mà sở hữu một vẻ xanh tự nhiên này. Đấy, bác nào đi làm về mà nhìn thấy con máy màu xanh này là rất là gọi là mệt mỏi là xua tan biến hết này. Con E6 này giá là 2.300.000. Đấy, con này là 28cc nhá. 28cc. Lòng là 35mm. Đó, một con TG26 Kawasaki. Đấy. Thì rất lâu rồi em mới về được cái hàng qua Kawasaki này nhá. Một con to như này nhá mà cực kỳ là đẹp luôn này. Độ trâu bò khỏe của nó thì mọi người không phải bàn cãi gì nhiều rồi. Máy rất là đẹp luôn. Đấy. Lên cho các bác. Đó. Một con Kawasaki cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Giá của nó chỉ có 2.300.000 cho một cái con máy 28cc và lòng 33-35mm. Rồi. Tiếp theo là đến một con E7. Thì con máy hôm nay là con máy em giới thiệu với các bạn, con máy đẹp nhất ngày hôm nay. Đấy. Đầu tiên là phải nhìn về đằng sau nó có một bộ trợ lực nhá. Đấy, cái này thì bà già, người già và trẻ con thì ai cũng có thể sử dụng được nhá. Đấy, vì nó có trợ lực nên là giật rất là nhẹ nhạy lổ luôn. Một con Mazuyama. Con này là thắng 30cc cơ. Đấy, lòng của nó là lòng 37mm. Đấy, tự dưng đầu óc dạo này ấy quá, mãi không nhớ ra. Đó, con máy cực kỳ là đẹp luôn. Sở hữu một màu xanh ngọc. Rất là đẹp nhá. Nó tum bằng rời, tum rời nha. Đấy, tum nhôm. Ngày bao không phải cháy cho các bác này. Bác ra là có thể mua máy này về công tắc. Em giật thử cho các bác con này nào. Cực kỳ dễ lổ và nhẹ lổ, nhưng em chưa đổ xăng ạ. Máy rất dễ lổ luôn nhá. Đó. Em chưa đổ xăng, chưa test được cho các bác nào thích. Có như ưng em này thì em sẽ đổ xăng của em test thực chất cho các bác. Máy cực kỳ là bốc luôn. Một con Mazuyama. Giá của con này là 2.500.000. Giá là 2 triệu là rất là giá cực kỳ là mềm mại nhá. Đấy, có trợ lực. Rất là đẹp, lông mạnh ông ấy. Một con Mazu. Rồi, tiếp theo là một con Mazuyama vuông. Đấy. Về nói về mà Mazuyama vuông thì con này có thuộc hạng châu bò rồi. Đấy. Con này là có 26cc, lòng 34mm. Giá của con E8 là 2 triệu đồng. Đấy, đã lên tay ga bóp cho các bác. Đấy, cần vào đầu bò. Zin, đầu bò chống quấn cỏ cho các bác nhá. Mazuyama vuông. Và ngoài rất là đẹp luôn này. Hầm hố. Đó. Một con Mazuyama rất là đẹp luôn này. Quay review trực tiếp từng cái đấy. Đây cho các bác. Rồi. Tiếp theo là lại bắt đến một con em Mazuyama. Một vóc dáng khác của hàng Mazuyama. Con này là 26cc. Hàng con này 4 số luôn các bác nhá. Đây để nó hơi mờ mờ tí. Đấy, 4 số này. MB26 20L này. Một con dòng mà rất là đời cực kỳ cao của Mazu nhá. Đấy, lên hẳn 4 số rồi nhá. 26cc, lòng 34mm. Máy rất là đẹp luôn này. Từ bình xăng này đến máy này, từ máy bên trong và là vỏ bên ngoài này, rất là đẹp nhá. Thì các bác thành phố nào mà chuộng cái đồ đẹp thì đây là sự chọn số 1 của cho các bác. Đấy. Máy một con máy rất là óng ánh và long lanh. 26cc lòng 34mm. Đấy, máy cực kỳ là đẹp luôn. Mazu đời mới nhất, Mazu đời 4 số luôn. Đấy, chỉ có quả cần zin đầu bò này. Rồi. Tiếp theo em sẽ đến con cuối cùng ngày hôm nay, đó là một con E10. Con này mang thương hiệu là Honda. Đó. Mà con này quên luôn gì với các bác là con này đã có trợ lực nhá, nổ rất là dễ luôn nhá. Đấy, cái hàng Honda này. Thấy một vẻ ngoài rất là đẹp nhá. Đó. Vẻ ngoài cực kỳ là đẹp luôn, tay ga. Đó. Cần zin nguyên bản luôn.
một em Honda nhìn rất là mố, rất là đẹp đấy, tung rời. Nhiều bác hay bảo em là hàng Honda này là hàng Honda, là Honda Nhật luôn nhá, chứ không phải hàng Honda, mà như các bác bảo sao giá của em lại cao thế, thì là tiền làm của đấy thôi. Giá của con này là 2,8 triệu. Đây bác, nó hơi xước xước bong bong một chút này. Nhưng Honda của em là Honda Nhật zin nguyên bản nhé, bảo hành 3 tháng cho các bác nhé. Đấy, một Honda Nhật sao giá nó cao vì máy nó rất là đẹp, một lỗ cực kỳ là lanh luôn, rất là khỏe luôn. Đấy, một cô máy không biết ngừng nghỉ. Được không? Thì em xin kết thúc video này, em cảm ơn các bác đã đón xem. Thì các bác nào có nhu cầu muốn mua máy cắt cỏ và ưng em nào thì liên hệ đến số điện thoại của cửa hàng em là 0961 350 530. Vâng, em xin phép cảm ơn, chào các bác.